giải vô địch cờ vua anh em, cá nhân và đồng đội, các lứa tuổi Hà Nội, lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ 10 năm 2017. Xin được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa tất cả các vận động viên, các đồng chí trưởng đoàn, các đồng chí lãnh đạo, nhằm mục đích tổ chức